Xin chào các em, trong video hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu chúng ta cái dạng bài liên quan đến hàm đồng biến nghịch biến trên một đoạn hay một khoảng nào đó. Thì cái dạng này thì thực tế chắc các em cũng sử dụng tức là gặp rất là nhiều rồi. Nhưng hôm nay thầy sẽ đưa ra một cái dạng bài mà chúng ta thấy rằng là thứ nhất là chúng ta không thể cô lập được m trong cái y phải. Và cái hai là có thể cô lập m nhưng nó hơi đặc biệt một chút. Ví dụ câu số 1 chúng ta nhìn thấy có xuất hiện m bình đây này. Nếu nhân ra nó xuất hiện m bình và đây bên m thì chắc chắn ta không cô lập được m rồi. Đấy. Thì cái dạng này chúng ta xử lý như nào? Và cái hai thì chúng ta nhìn thì chỉ có mỗi m thôi. Thế nhưng mà ở đây chúng ta chắc chắn là sẽ cô lập được. Nhưng nếu như mà dạng cô lập được bình thường ấy, như các ví dụ và các bài toán bình thường khác ấy thì chắc là thầy không đưa ra đây, đúng không? Thế thì bài này nó có một chút đặc biệt và nếu như chúng ta gặp bài này mà chúng ta xử lý không khéo ấy thì chúng ta rất là khó, tức là chúng ta không cô lập được. Đấy, nói khác chúng ta không làm được. Ta vẫn phải quay về là dạng làm tam thức bậc 2. Do đó thì trong video này thì thầy sẽ hướng dẫn ta vẫn cô lập được và vẫn xử lý rất là nhanh thôi. Đấy, cực kỳ nhanh trong bài này. Đấy, thì cái đấy là câu số 2. Câu số 3 thì nó tương tự như câu số 2 nên câu số 3 thầy sẽ để chúng ta tự luyện tập để chúng ta nâng cao kỹ năng giống như câu số 2. Nên câu số 1 thì hoàn toàn khác rồi. Thế thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể câu số 1 nha. Câu số 1 ở đây chúng ta thấy rằng là người ta hỏi yêu cầu bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để cái hàm số này nghịch biến trên đoạn 0,1. Chúng ta ngay cái đầu bài chúng ta đoạn 0,1 đã có cái vấn đề rồi. Nếu bạn nào không hiểu cái chỗ này đôi khi chúng ta sẽ bị sai. Đó. Thế thì trước tiên để làm đồng biến nghịch biến thì chắc chắn ta phải tìm y phải rồi. Đó, ta có y phải này. Y phải bằng 3x bình trừ đi 6 nhân với m cộng 1x rồi cộng với 3 nhân với m cộng 2. Rồi, bài này thì chắc chắn chúng ta làm nào? Chúng ta thấy rằng là không thể rút được m, đúng không? Nghịch biến là phải nhỏ hơn 0 rồi. Thế tuy nhiên chúng ta không thể rút được, thì chúng ta vẫn bắt buộc phải sử dụng tam thức bậc 2. Vì vậy chúng ta sẽ giải phương trình này bằng 0. Tuy nhiên giải phương trình bằng 0 nên chúng ta sẽ có cách là ở đây đơn giản nhất. Khi mà gặp cái dạng bài này, trước tiên là ta sẽ liên tưởng rằng là sẽ có một kinh nghiệm x phụ thuộc m nó rất là đẹp đấy, là chúng ta nghĩ thế. Với để làm được như đó thì chúng ta sẽ bấm máy để bấm máy thử thôi. Chúng ta có máy tính thì tội gì chúng ta không thử, đúng không? Chúng ta có máy tính nhỉ, ta thử xem nào. Chúng ta thử nha. Đây. Thế thì ví dụ như đây chúng ta sẽ bấm máy phương trình bậc 2 nhá. Phương trình bậc 2. Phương trình 2. Chúng ta nhập rồi, nhập bình thường 3 bằng. Ở đây chúng ta sẽ cho m 100 giống như các video khác để chúng ta dịch sang có được không? Tại sao cho m 100 mà không phải 12 vì 100 ta dễ dịch. Đó, xem kết quả nó như nào thôi. Ta sẽ cho m 100 thì ta sẽ có trừ 6 nhân với 100 thì cả 101 bằng T 3 nhân 100 vậy là 300 nhân với 100 cộng 2 là 102 rồi bằng. Đấy, ok, nghiệm rất là đẹp, 102 100 rồi, thế tốt rồi, đúng không? Vậy thì thứ nhất là x với cho m bằng gì? M bằng 100. Thì ta có một cái x1 là bằng 100. X2 thì bằng 100 mấy nhỉ? X2 đây này, x1 đấy. 102 là 102. Đúng không? Vậy 100 thì chắc chắn là m rồi. 102 chắc là m cộng mấy? Cộng 2, nên xong rồi. Thế chúng ta sử dụng tam thức bậc 2 này, chúng ta này làm rất là nhanh. Thằng này luôn có hai nghiệm với mọi m, do m chắc chắn đứng đây rồi. Đấy, và đây là m cộng 2 rồi. Ở đây chúng ta hệ số A này là gì? Là dương, vậy trong trái ngoài cùng nếu xét dấu lại trong trái ngoài cùng trong khoảng hai nghiệm là âm, ngoài khoảng là dương. Câu số 2 này. Cho hàm số y bằng x mũ 3 trên 3 trừ đi m trừ 1x bình cộng với 3 nhân m trừ 1x cộng 1. Người ta hỏi số các giá trị nguyên của m để hàm số đây số đồng biến nghịch biến đây. Đồng biến trên đoạn 1 đến cộng vô cùng. Thế thì với cái dạng này chúng ta nhìn đây này, chúng ta nhìn thấy có m đây là chúng ta nghĩ cô lập rồi. Cô lập rồi. Thì chúng ta cứ giả vờ nó làm thế đi. Nhưng sẽ xảy ra vấn đề như thế nào chúng ta tiếp tục này. Đấy, nhìn này. Ta tính y phải nha. Đầu tiên tính y phải này. Y phải bằng x bình. Đến đây bạn nào chủ quan, ôi giời bài này em làm quen thuộc rồi ấy. Thôi không xem nữa thì sẽ đôi khi chúng ta sẽ gặp một cái bài nó tương tự như này mà khó khăn chúng ta không làm được là thôi hỏng rồi đấy. Trừ đi chúng ta chú ý nhá. Thôi giả sử biết rồi, như cái đoạn này giả sử biết rồi cố mà xem. 2 nhân m trừ 1 x. Xem có điều gì khác thường xảy ra. 3 nhân m trừ 1. Đó.
Bài này là chúng ta có cô lập được nên đồng biến mình cứ cho lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi gì? X thuộc 1 đến cộng vô cùng. Đó, bài toán cô lập nó như thế. Thế chúng ta sẽ nhóm này. Ở đây chúng ta nhóm mở ra, đúng không? Cụ thể ta nhóm trừ m ra ngoài. Trừ m ra ngoài trong này còn 2x trừ 3. Rồi ta nhân đây là cộng với x bình cộng với 2x. Chỗ này là trừ 3 lớn bằng 0 với mọi x. Đó, chuyển vế sang bên này thì ta viết trước là m nhân với 2x trừ 3 nhỏ hơn bằng x bình cộng với 2x trừ 3. Rồi đến đây rất nhiều bạn là rút ngay là chia luôn cho 2x trừ 3, đúng không? Thế thì chúng ta những cái bài mà chia luôn ra 2x trừ 3 là những bài mà chúng ta trên cái đoạn xét này. Đây, với mọi x 1 đến cộng vô cùng này. Thì với mọi x cộng vô cùng thì thằng này luôn giữ một dấu, đúng không? Tuy nhiên cái bài này nó không thế. Chúng ta thấy là cái thằng này này, 2x trừ 3 bằng 0 này thì tương đương x bằng bao nhiêu? X bằng 3 phần 2 tức là 1,5 đấy. 1,5 nó thuộc cái khoảng này. À, thuộc cái khoảng này. Do đó rằng là chỗ này nó có lúc âm lúc dương. Nếu ta chia cả hai vế cho một số dương thì bất phương trình không đổi chiều. Nhưng chia một số âm thì bất phương trình phải đổi chiều. Do đó lúc này chúng ta muốn cô lập, muốn rút thì chúng ta phải có hai trường hợp. Bình thường ấy ở đây nhiều thầy cô sẽ bắt buộc phải làm theo tam thức bậc 2. Nhưng thầy thì không làm theo tam thức bậc 2. Đấy. Làm tam thức bậc 2 rất là dài và nó lằng nhằng. Chúng ta kệ nó thôi, chúng ta sẽ làm rất là nhanh này. Thì ta sẽ trường hợp 1. Trường hợp 1. Trường một này xét nhưng mà nó không thỏa mãn cái là bỏ luôn này, là coi như là chúng ta thấy vứt luôn rồi không có mở. Còn nếu thỏa mãn thì ok này. Trường một là ta cho cái thằng thằng x là bằng bao nhiêu? Bằng 3 phần 2 luôn, tức là cho thằng này bằng 0, đúng không? Cho này bằng 0 thì ta thấy là m nhân với 0 thì nhỏ hơn bằng bao nhiêu? Thay 3 phần 2 vào đây. Thay vào đây bấm máy, đúng không? Bấm máy cho nó chắc. Là rồi 3 phần 2 bình phương đúng không? 3 phần 2 là bình phương 9 phần 4. 9 phần 4 cộng với 3 phần 2 là hết rồi, còn cộng với 3 đúng không? Cộng với 3 chứ 3, à, 9 phần 4 luôn rồi giờ. Đấy, thì bằng 9 phần 4. Chỗ này là 9 phần 4. Thế 9 phần 4 có lớn không không? Cái này là thỏa mãn hay là luôn đúng đấy? Thỏa mãn. Thấy chưa? Thỏa mãn thì vậy thì lúc này thỏa mãn với gì? Với mọi m. Nếu trong trường hợp mà giả sử nhá, giả sử như cái bài toán ấy, cái bài toán mà thay x bằng 3 phần 2 vào đây, mà giả sử đây là 0, bên này là 0 này, mà bên này nó lại một số âm, ví dụ trừ 9 phần 4 chẳng hạn, đúng không? Trừ 9 phần 4 chẳng hạn, thì là không có m, đúng không? Không thỏa mãn vô lý, không có m, thì kết luận là không luôn, không phải tính nữa làm gì cả, vì nó có một điểm nó không thỏa mãn rồi thì đương nhiên là không thể với mọi x thuộc 1 đến cộng vô cùng được. Đấy, bỏ qua, trong trường hợp này nó thỏa mãn rồi. Đấy. Thế trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai mình xét x thuộc đâu? X thuộc từ 1 đến thế 1 đến 3 phần 2 này. 1 3 phần 2 thì ta thấy là 2x trừ 3 là lớn không, nhỏ hơn không? Là nhỏ hơn không. Nhỏ hơn không. Thế nhỏ hơn không thì lúc này ta sẽ có m làm sao? M. Nếu nhỏ hơn không chia cả hai vế cho một số âm thì bất phương trình đổi chiều lớn hơn bằng x bình cộng với 2x trừ 3 chia cho 2x trừ 3. Vâng, thằng này cứ coi là gx đi. Đúng không? Vậy thì lúc này ta sẽ có m sẽ lớn hơn bằng gì? À, lớn hơn này phải lớn max đúng không? Lớn hơn này lớn hơn max. Lớn max của thằng gx ở đâu nhỉ? Ở đây chúng ta phải xét là gì? 1 đến gì? 3 phần 2. Rồi, ok. Đấy, 3 phần 2. Thế ta bấm máy thôi, lúc này ta bấm máy mạnh dạn bấm máy nhanh không phải tính gì cả. Đúng không? Bấm máy này. Bấm máy x bình cộng với 2x trừ 3 đúng không? Trừ 3 rồi. Chia cho 2x trừ 3. Rồi bằng từ 1 đến 3 phần 2. 1 bằng 3 phần 2 là 1,5. Ô, chỗ này chỉ có gì? Chỉ có 0,5 đơn vị thì mình cho 0,05 đi. Rồi. Thằng này mắc à không này, chỗ này đang giảm dần này. Đang giảm dần. Giảm nữa.
Giảm hết, chỗ này lỗi, giảm rồi. Vậy thì chúng ta max là bằng mấy? Max là bằng 0. Bằng 0. Ok, rồi. Tiếp tục tương tự như vậy, ta xét trường hợp nào? À, trường hợp 3 là x thuộc đâu? X thuộc gì? Thuộc từ 3 phần 2 đến cộng vô cùng, đúng không? Thì lúc này ta chia cả hai vế cho một số dương, lúc này thì ta thấy là cái thằng 2x trừ đi 3 là lớn hơn 0, và ta chia, lúc này ta chia thì giữ nguyên thôi, m sẽ nhỏ hơn bằng x bình cộng với 2x trừ 3 chia cho 2x trừ 3. Và đương nhiên là m lúc này phải nhỏ hơn gì? À, nhỏ hơn min. Cũng là gx thôi vì mình vẫn đặt gx mà. Nhưng mà nó từ đâu? Từ 3 phần 2 đến cộng vô cùng. Nó bấm máy thôi, là bấm máy. Bấm máy luôn, bằng từ 3 phần 2. 3 phần 2 là 1, à bằng đấy, bằng 3 phần 2 là 1,5. Rồi mình cứ lấy xa xa chút, 1,5 đến 10 đi chẳng hạn. Nó không đạt đến mức độ đấy đâu. Mình cứ tính sơ bộ là 1 đã. Xem nó như nào. Chúng ta cần tìm min, đúng không? Min bao nhiêu đây? Chỗ này lỗi rồi. Min. Chỗ này đang 4 này. 4,1225 này, xong rồi xuống đến 4,0 này, 4,4,3 là tăng ở chỗ này, vậy min nó ở chỗ này này. Đó, quanh vùng này. Mình muốn cẩn thận xem bằng bao nhiêu ấy, ta lấy từ 2,5 đến gì? 4,5. Ấn AC này. Đây chúng ta nhìn nha, nói lại nha. Từ 4,125 này, xong đến 4,0625 này, xong đến 4,3, vậy thì chỗ này là chỗ trũng này. Vậy ta khoanh vùng này. Khoanh vùng x này. Đó, thì ta bấm lại này, 2,5 đến 4,5. 2,5 đến 4,5. Lúc này chỉ có một hai đơn vị thôi. Cứ cho 0,01 thì máy tính này nó bấm được 30 mà. Rồi ok, ta xem nào. Đây, chỗ này là 4 này. Đây, ok rồi đấy, tại 4 này. Đúng không? Vậy thì min của đâu bằng 4. Ok chưa? Bằng 4. Vậy thì chúng ta sẽ có thứ nhất là trường hợp thứ nhất là trường hợp 1. Mọi m. Trường hợp 2 là m lớn bằng 0. Trường hợp 3 m nhỏ hơn bằng 4. Cái chỗ này này, à nếu như xét bình thường các trường hợp khác thì ta sẽ lấy hoặc, đúng không? Lấy hoặc. Lấy hoặc này thì với mọi m rồi. Thế nhưng mà chúng ta lưu ý rằng là đây chúng ta phải ghép khoảng, tức là thằng này và thằng này và thằng này, đúng không? Thì mới tạo thành một cái khoảng là một đến gì? Một đến cộng vô cùng. Tức là và kết hợp cả thằng này, và nó phải thỏa mãn đồng thời luôn. Thỏa mãn đồng thời, nhưng mà mọi m thì không nói rồi, thì bây giờ kết hợp đồng thời tức là phải thỏa mãn và đấy, có nghĩa rằng là không nhỏ hơn bằng m nhỏ hơn bằng 4. Không nhỏ hơn bằng m 4 mà bài toán yêu cầu là gì? Số các giá trị nguyên. Số giá trị nguyên từ 0 đến 1 đến 4 là 4 rồi, cộng 0 là 5 rồi, vậy đáp án là D rồi. Đáp án là D. Ok, đáp án là D. Được chưa? Đó, chúng ta lưu ý. Thế thì đấy là cái câu mà nếu như mà chúng ta cô lập bình thường. Thông thường ấy thì đề nó ví dụ chỗ này nó từ gì? À, nó từ 2 đến cộng vô cùng thì chúng ta chỉ cần xét trường hợp mấy mấy thôi, trường hợp thứ ba thôi, trường hợp 3 này nó luôn dương này. Nhưng mà nó khổ nỗi nó lại từ 1 cơ, nó lại bị ngăn cách bởi cái nghiệm của cái thằng 2 trừ 3 này này. Đấy, ngăn cách nghiệm nên ta phải tách này hai vùng, vì một vùng âm một vùng dương, đó ta phải xét khác nhau. Chính vì vậy cái câu này nó mới là đặc thù như vậy. Chứ còn nếu không thì thầy đã không đưa lên video ở đây, đúng không? Nó hơi đặc biệt. Còn những cái trường hợp khác thì dễ rồi, chúng ta chỉ rút ra chúng ta xét thôi, chỉ cần một lần một trường hợp là xong. Đấy. Thì đấy là cái câu số 2. Thế về cơ bản này câu số 3 nó cũng giống như câu số 2 thôi. Đấy, hoàn toàn giống. Đấy. Và ở đây thầy cho luôn đáp án nó là 10, tức là D. Đáp án ta là D nhá. Đấy là 10. Chúng ta về thử làm xem. Thử làm lại, luyện tập lại theo cái câu số 2 hộ thầy cái. Đó, được chưa nào? Thì đấy là cái dạng mà không cô lập được, và có cô lập thì nó hơi đặc biệt, hay người ta gọi là dạng dị thường một chút. Đấy, thì khi mà chúng ta gặp cái dạng này thì chúng ta cần lưu ý. Đấy, hy vọng nếu chúng ta sau đi thi mà có gặp cái dạng mà nó cô lập được nhưng mà nó dị thường thì chúng ta không lúng túng trong cái việc đó, không phải sử dụng tam thức bậc 2.
nhiều bạn này phải sử dụng tam thức bậc 2 rồi tính delta rồi tính nghiệm ra rất nhiều cái rất là lằng nhằng đó, cực kỳ lằng nhằng luôn đấy. Thầy không thích cái tam thức bậc 2 lắm đâu, bởi vì bản thân nó xét nhiều trường hợp lắm, nhưng nếu rút được thế này thì cực kỳ nhanh. Ok, rồi video của thầy kết thúc ở đây, cảm ơn các em đã theo dõi. Nếu các em thấy hay thì hãy comment, chia sẻ, đăng ký kênh giúp thầy. Cảm ơn các em.